Rồi ạ. Bây giờ thành viên nhóm À, 12. em xin phép được chia sẻ những cái ý kiến mà nhóm em được tổng hợp ạ. À, chị Giang ơi, chị Giang đợi một chút nha. Chị Giang có À, chị đợi một ra chút. sẽ là có hot đúng không? À, anh Minh chuyển quyền có hot cho chị Giang ấy. Rồi, mình chuyển rồi ạ. Em xin phép chia sẻ những cái ý kiến mà nhóm em đã tổng hợp được từ cái chương 3 và chương 4 ạ. Đầu tiên là ở chương 3 thì nhóm em đã có những cái ý kiến là nước có vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống với con người, chiếm 60 đến 70% cơ thể đối với người trưởng thành, và có tác dụng là giúp lưu thông máu tốt, trao đổi chất tốt hơn và thải độc, và góp phần là giảm cân. Thì em đối với bản thân em và nhóm em đã tổng kết được là thực hiện việc uống nước 1,5 lít nước trên một ngày và cùng đồng đội thực hiện, và khi mà buổi trưa thì cũng uống 500 ml nước trước 30 phút, và buổi tối thì cũng thực hiện là uống 500 ml trước ăn tối. Tuy nhiên là trong nhóm em có những thầy cô là bị bệnh đau dạ dày, thì chúng em cũng đã thực hiện là ăn uống trước 4 đến 5 tiếng. Và với nước thì đã sử dụng là tiết kiệm nước, là không xả quá mức khi mà không cần thiết, và tái sử dụng nước bằng cách là khi mà nước bơm nước trào ra thì luôn luôn là mở nhanh tay là mở vòi và cho vào bình để mình có thể sử dụng cái nước đấy cho sinh hoạt hơn, và luôn giữ cho tinh thần mình sảng khoái. Bởi vì trong cơ thể là chiếm 60 đến 70% là nước, những cái phân tử nước để tiến hành trao đổi chất dễ hơn. Thì em đã đọc qua một số những cái thông tin tham khảo từ cái cuốn là Bí mật của nước, thì khi mà cơ thể thoải mái thì những cái phân tử nước đấy có thể lưu thông một cách dễ dàng và thực hiện được nhiệm vụ tốt nhất đến trao đổi chất đối với các tế bào. Và một số thầy cô đã sử dụng là cái phương pháp là ăn uống một cách từ từ và nhai kỹ thì sẽ giúp cho cái quá trình nó tiêu hóa được tốt hơn. Và đồng thời là nhóm em cũng đã sử dụng nước ép và rau, thì khiến cho cơ thể là thường xuyên cơ thể nhẹ nhõm hơn và bổ sung được nhiều các cái chất dinh dưỡng. Đối với chương 4 thì đó là chương lắng nghe kịch bản của cuộc sống, tức là mình lắng nghe những cái phản ứng trong cơ thể. Và nhóm em thì có những người cô là thường thường giáo viên thì hay đi dạy về thì sẽ thấy là quên không uống nước ấy ạ, không bổ sung nước thường xuyên thì cổ họng sẽ rất khô và rát, và đến tối về thì uống rất là nhiều nước thì sẽ khiến cho cái phản ứng cơ thể nóng lên, thì phản ứng đấy sẽ được giảm bớt đi, cơ thể nó điều chỉnh lại nhiệt độ, và những cái phản ứng về rát và đau ở cổ họng thì sẽ được trở nên tốt hơn. Chính vì vậy mà nước có cái tác dụng rất là lớn trong cái việc điều hòa cơ thể đấy ạ. Thì em thấy rằng là tuy nhiên là cái tình trạng là uống nước một cách ừng ực như vậy sẽ khiến là cái phản ứng rửa trôi nó diễn ra, và những cái phân tử nước này nó không thể ngấm hết được vào trong cơ thể, thì nó cũng sẽ không tốt cho cơ thể như là mình uống một cách từ từ và từng ngụm nhỏ như được như vậy ạ. Với các cái chế độ ăn uống thì cái mà bộ phận nó biểu hiện rõ nhất chính là dạ dày và đường ruột. Thì khi mà em đã cũng khuyên các cô là khi mà đi kiểm tra sức khỏe thì nên kiểm tra hai bộ phận này trước để mình hiểu được là cái tình trạng ăn uống của mình đã đúng chưa, và để điều chỉnh cho nó phù hợp nhất. Và đồng thời là biết học hỏi về các cái thực phẩm về ăn theo uống theo ngũ hành hay là những cái ngũ vị thì sẽ giúp cho mình đã bổ sung được các cái chất dinh dưỡng nó tốt hơn. Nhóm em thì các cô cũng sẽ thực hiện là giảm bớt thịt và ăn rau nhiều hơn, thì chính cái điều như vậy sẽ khiến cho là cơ thể nó trở nên tốt hơn. Tuy nhiên là em cũng lưu ý các cô là nên làm một cách từ từ để cơ thể tiếp nhận một cách chậm rãi và thích hợp, chứ không là một phát là bỏ luôn, ăn chay luôn thì sẽ khiến cho cơ thể sốc ạ. Và người ở vùng nào thì ăn thức ăn trồng ở vùng đấy, thì trong nhóm em thì có các thầy cô hay chính bản thân là gia đình em trước kia là rất là thích đồ ngoại và rất là hay mua những cái hoa quả nhập ngoại đấy ạ.
thì thường là những cái hoa quả đấy ở những cái vùng thổ nhưỡng của những cái đất nước đó sẽ có cái sự điều chỉnh đối với những cái thứ dinh dưỡng mà người dân vùng đấy cần. Thì em cũng khuyên các thầy cô là mình nên sử dụng cái đồ thực phẩm ở đồ thực phẩm ở trong cái trong cái khu vực mình sống, và mình luôn giữ cho cơ thể tinh thần sảng khoái ạ. Và em xin mời cô Quy để chia sẻ tiếp tục về phần trách nhiệm ạ. Xin chào cả nhà. Thực ra là Nóng lên khoảng 2 phút nữa nha. Mình rất là hạnh phúc bởi vì là có cũng là tam bảo trong nhà đấy ạ. Bạn Giang vừa mới chia sẻ chính là con gái của mình. Thế thì để thời gian cũng không có nhiều để cho cả nhà chia sẻ, thì mình chỉ ra chia sẻ một phần cái trách nhiệm mà mình đã thực hiện được trong thời gian vừa qua, đó là thực hiện về cái vấn đề môi trường, cái túi ni lông. Thế thì khi mà nghe cái phần trách nhiệm đấy thì mình đã phân tích cho các thầy cô trong trường là sẽ thực hiện ngay cái việc là nhà mình sẽ hạn chế tối đa cái việc sử dụng túi ni lông khi đi ra chợ, và thực hành luôn bằng cách là cho các thầy cô là đi ra chợ và dùng cái làn hoặc là cái túi mà sử dụng nhiều lần để lâu đấy, và khi đến ra chợ thì sẽ chuẩn bị những cái hộp, ví dụ như là thức ăn mà mình mua là thịt hay là cá thì cho vào cái hộp đó, sau đó thì cho vào làn và chụp lại ảnh những các thầy cô đã làm được cái việc đó để đưa lại vào cái Zalo cho phụ huynh. Và đầu tiên cái cảm nhận được là những người bán hàng thì vô cùng biết ơn, bởi vì là họ không phải đưa cho mình thêm những cái túi bóng để về và rửa sạch đi, và mình sẽ tái sử dụng được nhiều lần. Đấy là những người bán hàng đã biết ơn đến bọn mình và làm điều đó, và mình sẽ làm một cái việc đấy sẽ kéo dài trong cái hành trình tiếp theo của nhà trường. Và mình đã chia sẻ với một cái chị mà phụ trách môi trường trong xã, để trong xã mình sẽ đồng hành trong thời gian tới đối với các phụ huynh cùng với nhà trường đầu tiên, và các cái chị phụ nữ ở trong xã tôi đã liên hệ để làm trong thời gian tới đây, là cũng sẽ đồng loạt toàn xã sẽ làm một cái chiến dịch là thực hiện là tiết kiệm cái túi ni lông tái sử dụng nhiều lần, để phân tích được cho mọi người thấy rằng là khi mà cái túi ni lông đấy mà dùng ấy thì sẽ hàng nghìn năm mới phân hủy, và nó sẽ có rất nhiều cái hại cho cái việc là bảo vệ cái đất mẹ, là cái bầu không khí của trái đất này, sẽ là đã cảm thấy cái trách nhiệm đấy sẽ là mình làm là để cho mình, cho con cháu mình, chứ không phải cho ai. Và với cái thông điệp đấy, các thầy cô đã chụp ảnh như thế và đưa vào cái Zalo phụ huynh như thế là một cái điều rất tốt, để sau này tôi làm một cái chiến dịch là để với các em học sinh là khi mà đến trường buộc phải ăn sáng ở trên đường thì sẽ mang theo hộp nhựa để các bác cho đồ ăn sáng vào đó và đến trường ngồi ăn, và sau đó mang về để rửa, chứ không được là cho học sinh mà vẫn như mọi khi là đến trường về ăn rồi đều đổ rất là nhiều cái túi ni lông và rác thải ạ. Vâng, rồi, tôi xin bởi vì có thời gian chia sẻ mọi người nhưng chỉ chia sẻ một phần mà đã làm được và có ý nghĩa nhất trong thời gian vừa qua. Xin hết là cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe ạ. Cảm ơn cô Huy ạ.